Tôi là Lệ Hằng, phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam. Thưa Thủ tướng, tôi xin phép có một câu hỏi. Thì Việt Nam cũng nhiều nước tôn trọng cái quyết định của người dân Mỹ. Và dù là ai, là người thắng cử ông Biden hay là ông Donald Trump, thì nước Mỹ vẫn là người bạn có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau. Và trong truyền thống quan hệ giữa ASEAN và Hoa Kỳ cũng có quan hệ tốt như vậy. Đến nay Ấn Độ cũng chưa trực tiếp ký kết để một thành viên của RCEP. Tuy vậy, các nước ASEAN và Chủ tịch ASEAN cũng đã nói rằng là các nước ASEAN luôn luôn mở cửa để Ấn Độ có thể tham gia và chào đón Ấn Độ trong thời gian đến và tạo mọi điều kiện để Ấn Độ có thể tham gia một cách thuận lợi. Ladies and gentlemen, the gavel of ASEAN Chairmanship has officially been handed over to Brunei.